Xin chào các bác nhá. Giờ có 6 giờ thôi các bác. Hôm nay tôi đang trên núi. Đấy, quay cho bác xem núi nhá. Hôm nay tôi với ba thím cháu bọn tôi đang đi lấy cái rau mà một nhà ăn mà cả làng biết nhá. Kìa, ba thím đang đến kìa. Đây hai thím đang lấy nhá. Ôi nó toàn mọc ở vực đấy thôi à. Ồ. Đấy cái rau trước mặt kìa bác ơi. Tôi zoom nha. Đấy cái rau xanh xanh đấy. Giống lá phượng kìa. Đâu? Đây đây, rau đi à. Đấy bà bầu cũng trèo lên trèo lấy rau nhá. Đâu đâu. Đấy rau đấy, rau thối nhá. Giờ mới bí mật này. Rau thơm đá. Đấy. Rau một nhà ăn cả làng biết. Ấy cứ phải leo trèo như này này. Đấy rau xanh xanh trước mặt đi các bác. Ôi nó toàn mọc ở ngoài vách kìa. Nhì. Rau này toàn mọc ngoài vực cái chứ. Cái cây của nó đi. Cái cây dây đi à? Ừ. Toàn gai này. Gai đại đó. Đấy, toàn nó gai này. Cây được đâu nó. Rau này là rau gai mà. Rau gai này, rau thối này, rau gì đấy, rau thơm đá này. Rau này xào với trứng, còn cái xào với cái gì nữa không? Xào với trứng, xào với rau dớn. Xào rau dớn á? À. Rau thối nhưng mà nấu lên là không có mùi gì đâu mọi người ạ. Ờ, làm sao biết được? Thím nó bảo là quay lên sợ người khác biết đấy. Có nói địa chỉ đâu mà biết. Ờ. Các bác nhỉ? Đấy, thím đang lấy liềm để cắt kìa. Ôi thế mà bảo chặt, có lấy dao đâu mà chặt. Dao đấy. À. Tí mình đi mình mới chặt chứ. Bây giờ mình đang lấy mà. Ở dưới kia thì nhiều lắm nhưng mà không thể lấy được rồi. Ờ toàn ở dưới vách đá thì lấy cái gì. Đấy. Thím trên kia thì đang độc thoại một mình nhỉ. Đang kêu không lấy được. Lên trên đấy nhá. Đấy đang không lấy được nhá. Bây giờ phải dùng biện pháp móc nhá. Đấy, giờ đi lên kia nhá. Đấy, đi lên xong vòng lên kia. Đấy nhá. Đấy. Gọn
Đây các bạn, cái mùa này cái hoa tàu bay bây giờ nó héo này, nhìn đẹp không? Đấy, trắng hết rừng kìa. Đấy. Đây này, dùng các bác xem này. Đây phải đang lấy móc để lấy đấy. Lấy điểm về, lấy cây móc xuống. Đấy. Được một nắm rất đẹp nha. Mình đã được một nắm rồi nha. Túi này túi đi chợ mà. Túi để đi chợ. Tí mình bán từ chợ đi. Có lấy lắm. Đây nó thành bụi bụi này. Cái loại rau này đây, các bạn nếu các bạn bụi. Ăn thì phải cho trứng mà ăn mới ngon nhá. Cho trứng. Ăn bùi bùi nghệ nghệ nhá. Hôn, bà bầu thì đi nhanh thế. Toàn vách đá này. Còn lên tít trên kia nữa cơ. Đấy, tít trên kia mới vẫn còn này. Chưa lên đến đỉnh đâu nhá, mới đang ở chân đấy. Chân này đang ở chân vách đá thôi. Còn lên đá đây, còn xa lắm. Mà người ta lấy nhiều nhỉ? Người ta lấy bây giờ khó lấy rồi. Ồ, thế bên kia đi đường nào đấy? Đi ra kia nhá. Đi để ý các bác nhá, toàn đá thôi. Cái này đi dày là hợp lý đấy, nhưng mà ủng không hợp lý đâu. Dốc đứng như này. Dốc bằng mặt rồi. Là con ạ. Ừ. Luôn này đang đu tay. Ôi. Chỗ kia mới nhiều nhỉ. Đấy một cây kìa. Đấy. Một bụi kìa. Thấy người ta bán ở chợ mà giờ mới biết là đi lấy khó thế này. Đấy. Còn bảo bắt đắt hay rẻ. Ngon lắm. Còn nắm to nắm bé nữa. Như kiểu cái mùi, như kiểu là cái sầu riêng ấy các bác. Bác nào không ăn được thì nó cũng mùi như kiểu đấy. Mà rau này nó cũng có mùi, nó vị, nó mùi khác nhưng mà cũng kiểu thối thối như thế. Toàn đá này. Đá. Nó chỉ mọc ở vách đá thôi các bạn. Mệt quá. Còn chỗ nào nữa bên kia? Ô. Chỗ vách kia còn thằng đứng kìa. Đấy. Vách đầu kia thằng đứng này. Đấy. Các bạn đứng bên nào? Nó thằng đứng luôn kìa. Đấy, bà kia thì đang trèo cao kìa, trèo lên hẳn đá để lấy kìa. Hẳn ba bầu đấy. Ba bầu đấy. Bầu giỏi thế. Đúng. Đấy cây này.
cây đấy. Con này nó chào ra hẳn nó nào ơi. Lá này giống lá phượng nhỉ? Ừ. To một tí nó là giống lá phượng này. Mẹ để bên đổ bướm đấy. Đổ bướm với lão này. Đang không biết khều kiểu gì này. Nếu mà chặt được chặt cả cành này xuống. Ừ. Bà kia chặt cái đầu xuống cho. Mà ơn. Nó lão ơi. Sao thím vứt ở dưới rồi chứ? Nó có mang dao về đâu. Ôi. Nó không lấy. Thím mà. Nè, thím dao đây rồi. Thím dao của thím ở đây nhưng mà dao của thím bác ơi. Nó bà kia đấy. Mẹ hầm mà bà chưa nên lông mạo tè cháu mẹ bà chưa nên đó mà. Ừ. Ừ, à kia nó mà. Đây này. Này. Giờ tôi ra đấy chặt các bác nha. Các bác thấy thì các bác đừng có chửi nhá. Và bọn này lấy nó cứ chặt hết. Khó quá, cái này không lấy được đâu. Nó cao quá. Cao quá, có lấy ra được đâu mà. Chặt đấy. Ô, cái này đeo găng tay mới hợp lý. Đó. Đeo găng tay vào, đỡ phải gai. Ủa. Chặt đây. Đồ bàn rồi nhá. Đồ bàn. Đây là đồ bàn nhá. Cháu nhá. Mà chặt cái này có dễ đâu. Cầm cũng phải cầm nhẹ nhàng, cầm gai này. Ôi hoa đá này. Hoa đẹp thế. Ôi hoa này đẹp thế. Mang về trồng được không nhỉ? Cái loại hoa đấy trồng nhưng mà trồng ở đá thôi. Này trồng đá à? Nó ui, đẹp thế. Nó giống như hoa phong lan ấy. À. Cái cây này. Đây là nó gắn chặt vào đây luôn này các bác này. Hoa phong lan cái hoa nó rất đẹp luôn. Đẹp nhỉ. Ôi. Cái này mà đem về được trồng thì khuân hết cả hòn này về. Đẹp thế. Đẹp thì cũng để đấy thôi các bác nhá. Hôm nay chủ đi lấy rau mà. À. Tôi đây cho bác xem này. Ôi đẹp chưa này. Ôi dưới kia có ba, cũng có ba người lên đi tìm kìa. Đấy. Đấy ba người đang lên kìa. Ừ. Về làm cái nồi siêu to khổng lồ. Rồi rau thơm. Đúng rồi. Vẫn trên này vẫn đầy đây đây này, sau bên này có sợ gì ô đây. Hai bà đang dưới kìa. Giờ mới thấy là chỗ mình nhiều cọ thật. Phút tầm mắt toàn cọ. Đây bên này đầy đấy. À đội kia nhặt đi bán à. Ôi chỗ này đi sang bên đấy được mà nhỉ. Hả?
vẫn phải cùng nhau nha. Đấy, được cái chuối này đấy, đủ bữa rồi. Cái bà này chui dễ thật đấy. Mọi người bà này chuyên, bà chuyên đi hái nha. Để ý đấy, toàn cái cành khô này. Bám cẩn thận đấy. Đây này, các bác này. Đấy. Toàn cái cành khô này. Cái cành nó to thế này mà. Dẫm được. Đang chui chỗ này. Ừ. Không chơi, không chơi. Không đi được kiểu này, không đi được đâu. Bà con ạ. Rồi tôi hốt lắm, tôi không đi được cái đồi đá này đâu. Đi ổn thì đi làm sao được. Đấy. Bám vào đây xong dẫm lên chứ đây này. Tay bám vào đây này. Đây. Xong là chân dẫm vào cái này chứ. Đây. Ôi rồi. Cứ phải đi trên đá này. Rồi. Lần đầu tiên đi cái đồi này cho nên nó không thể trèo được. Đi từ thời học sinh đi hang rồi. Chỗ này có hang à? Hang đâu bên nào nhỉ? Hang đầu bên kia chứ đúng không? Chả biết nó chui ra đến chỗ nào ấy. Nhưng mà đầu bên kia đang khai thác đá. Lấp rồi, lấp hết cửa hang rồi. Mà đây, mà. Mình đã sợ rồi. Đây này, ngọn ở đây các bác. Đấy. Đây nó. Đấy, bẻ những cái ngọn này nhá. Đấy, đây này. Đấy. Xanh mướt luôn. Cái này leo tốt là càng được nhiều. Ai mà trèo giỏi thì lại lấy được càng nhiều. Xanh nhiều thế. Hả? Được đâu. Được một nắm đấy các bác này. Lại nắm to chưa. Nhà cứ gần đồi này là cứ lên là có đồ ăn.
xưa đào hết tay rồi các bạn. Cây này toàn gai đây, không có găng tay, nó đâm hết là tay rồi. Bây giờ tầm này mỗi người một góc im ỉm rồi, không nói năng gì nữa. Thôi. Hoa nào? Hoa cái mọc hoa dây đá đấy á. Nó có dễ à? Có dễ mà. Cái này đẹp lắm. Ừ. Đây. Ô con muỗi. Tí nó bảo đào cái hoa nãy mà tôi cho xem đây. Có dễ thì tí đem về thôi. Không biết mang về trồng có được không? Kéo sang đấy vậy các bác nhá. Để ý tay này bám vào những cái gờ đá này đấy. Chân đạp vào những này cho nó chắc nhá. Ui. Càng lên gốc càng to. Đấy, dưới kia đang có người đang nhặt kìa. Đấy bên kia kìa. Cái này mà chui qua được qua đây thì nhiều lắm. Ôi trời. Cây này không có gai thì còn đi lấy dễ chứ. Toàn gai này. Cái gì càng nguy hiểm thì lại càng ngon. Ây da. Cái rau này luộc không được à? Hả tím? Ôi dồi, cái này tí về rách hết tay rồi. Toàn gai đây các bác. Ôi. Đấy. Ồ, chịu đau một tí chui qua đây nha. Các bác nha. Nào. Ôi. Đau quá. Trời ơi. À, luồn xuống đây này. Lấy cái này có phải dễ đâu các bác. Toát hết mồ hôi rồi. Thank you.
Lên đỉnh thấy gì? Lên đỉnh thấy mệt. Công nhận là mệt. Đấy, còn trên, trên này vẫn còn này. Đấy. Trèo tít lên còn kia vẫn còn nhiều đấy. Cái này đi cả ngày mới nhặt được hết. Hả? Trên này á? Tít trên kia vẫn còn mà. Càng lên vẫn còn chứ. Cái bà dưới kia khôn thế, cứ nhặt ở dưới thôi. Mình thì cứ trèo lên đây. Hay mỗi người một góc thím, một thím đầu này, còn thím kia đây thì đang ở chỗ kia, còn thím kia thì đang ở tít dưới kia kìa. Giờ đèo trèo lên mới dễ, còn trèo xuống giờ mới khó này các bác này. Tôi tắt máy quay để xuống nha. Cái cây hoa hôm nãy đây đang tính mang về trồng đấy. Tôi không biết có lấy được không. Thím ơi, không chặt về trồng à? Hả? Không chặt cái cây kia trồng à? Cái cây rau ấy. Toàn gai này, chặt to vác làm sao được. Định mang về trồng như mía đấy. Lấy cành về. Ôi thôi. Au. Đau quá. Đấy, cái gốc nó to như này mà. Đấy. Đâu nhỉ? Cái cây này đâu nhỉ? Ô, nó cao thế này mà, lấy làm sao được. Gốc ở đâu? Cái này không? Cái gốc này nó tít sâu dưới kia mà. Không có, không có. Cái này nó thành dây cơ. Định đem hoa này về trồng mà nó lại thành dây. Đấy, dây nó xuống tít dưới kia kìa. Rồi lại tiếp tục xuống này. Cái này bà lấy ở dưới bà cũng được mà. Đi thì đi thôi. Lấy non đây ra lại phải mất công về nhặt. Đấy, được một cái đớp rồi đấy. Đấy. Cái này tiếng tôi gọi là cái đớp này. Cái đớp. Các bà kia đường nhiều đi rồi à? Hả? Đấy, bảo lúc đấy, mới bảo đây. Nhảy từ trên kia xuống lại cho nó nhanh. Một phát thôi là xuống đi dưới rồi. Thôi giờ về bác nhá. Đang đi xuống đây. Giờ là đi xuống. Đi về thôi. À, lúc nãy lên đến kia nhỉ, tít trên kia rồi. Hả? Hôm nào đi lấy bên kia tiêm. Hôm
Thôi chào bác nhá, thím cháu tôi về đây. Chào mọi người. Các bác xem thì đăng ký cái, có cái nút ấn màu đỏ dưới nhá, đăng ký kênh của tôi nhá. Rồi chào bác. Rồi món này thì xào với trứng đây. Xào với trứng nhá, hoặc tỏi nhá. Xào trứng thì thôi tỏi, xào tỏi thôi trứng nhá. Nếu mà hai thứ đó mà xào với nhau thì ngộ độc nhá. Này nước thơm nước cái cả xóm rồi. Hôm nay món này mà xào lên nhá, nhà nọ cách nhà kia 60-70 mét vẫn có mùi nhá. À, vẫn có nha các bác nhá. Yeah. Bác quay chuối ăn bắp đi. Mùi thơm lắm, thơm thơm nước mũi đó các bạn ạ. Cái kìa, có cái thằng nó bịt mũi rồi kìa. Đấy, cái thằng kia nó đang xuống nó bịt mũi hả? Thằng kia sao bịt mũi đây, hả? Thơm mà nhỉ. Đấy, cái mà toàn là phải mất cái cành. Bạn nào nghe, cảm ơn cái gì đâu.